Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tranh luận sau đại hội 13, cải cách thế nào khi thách thức lớn nhất vẫn đang ở phía trước. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vừa kết thúc. Sự kiện được nói rằng rất thành công này được Đảng ca ngợi bởi khát vọng thịnh vượng, khuếch trương tính ưu việt của chế độ, mang nặng tính chất tuyên truyền thay vì thẳng thắn nhìn nhận và sẵn sàng đối diện với những khó khăn và thách thức để tiếp tục đổi mới, để thực hiện hóa những yêu cầu và những ước mơ của dân dân. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ phân tích những thách thức lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo và gợi ý cách giải quyết mâu thuẫn cơ bản về ý thức hệ giữa phát triển kinh tế theo kiểu tư bản chủ nghĩa và sự kiểm soát toàn diện của Đảng đối với xã hội tại Việt Nam. Ông cho rằng giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với cải cách thể chế chính trị và công nhận chuyển đổi kinh tế thị trường cũng chính là quá trình chuyển đổi dân chủ. Đây là hình ảnh toàn cảnh đại hội lần thứ 13 khai mạc vào hôm 26 tháng 1 tại Hà Nội, giữa lúc đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Đường lối đổi mới khởi động từ đại hội thứ 6 năm 1986 được khẳng định tiếp tục tại đại hội 13 với hai trụ cột là cải cách và cởi mở. Quá trình 35 năm với những thay đổi thăng trầm như Đảng vẫn khẳng định duy trì chế độ Đảng toàn trị đồng thời với cải cách chuyển đổi kinh tế sang thị trường. Đặc thù này được diễn giải bằng khái niệm thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Sau khi hệ thống các nước xã chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ hàng loạt vào năm 1989 và ngay cả Đảng Cộng sản Liên Xô tại Liên Xô cũng đã sụp đổ, thì Việt Nam nhanh chóng thay đổi sang chính sách đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các quốc gia không phân biệt chế độ chính trị. Nỗ lực thay đổi chính mình của Đảng Cộng sản được thể hiện qua chính sách thực dụng trong đối ngoại với mục tiêu chủ yếu là hội nhập kinh tế khu vực và thế giới để duy trì tính chính danh qua tăng trưởng kinh tế. Chính sách này đã giúp chế độ hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa trên thế giới nói chung và đặc biệt sôi động tại Đông Nam Á và nói riêng bằng việc trải thảm cho các nhà đầu tư nước ngoài đến kinh doanh, sản xuất và buôn bán. Đến nay, chính sách đối ngoại như vậy vẫn được khẳng định là đúng đắn và được phát triển theo chiều sâu bởi hàng chục các hiệp định đối tác đầu tư và thương mại với nhiều nước trên thế giới. Ngoài những tác động lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài hiện chiếm tỷ trọng hơn 30% của GDP và hơn 70% thặng dư xuất khẩu của quốc gia. Ngày càng đã có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến kinh tế Việt Nam tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng dẫn đến tình trạng tụt hậu so với các nước trong khu vực. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tại Việt Nam đang dự đại hội lần thứ 13. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là cải cách rất chậm chạp, thể chế hóa đường lối của Đảng mang nặng tính pháp trị mà không phù hợp với chuyển đổi sang kinh tế thị trường bị níu kéo bởi ý thức hệ xã chủ nghĩa giáo điều. Tránh sụp đổ như các nước xã chủ nghĩa ở Đông Âu, Việt Nam đã chọn cách làm cải tổ từ dưới lên. Mỗi khi động lực thị trường được khuyến khích thì tiềm năng được khai thác để tăng trưởng kinh tế và ngược lại. Mỗi khi ý thức hệ trỗi dậy giáo điều thì kinh tế trầm lắng, thậm chí sẽ rơi vào khủng hoảng triền miên. Tình trạng bất ổn về thể chế và kinh tế vĩ mô trong thập kỷ trước do chính sách điều hành kinh tế dựa vào hình thức thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước đã để lại hậu quả nặng nề và kéo dài tại Việt Nam. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa 12 được thay đổi cho là đột phá khi chính sách kinh tế thực dụng tạo điều kiện thúc đẩy tự do kinh tế và kinh doanh, tháo gỡ rào cản về mặt pháp luật và thủ tục hành chính, được triển khai bởi chính phủ kiến tạo mặc dù muộn màng nhưng thực sự đã có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính sách này phần nào né được ý thức hệ chủ nghĩa tập thể và không bị quy là suy thoái về tư tưởng. Ngoài ra, nó dường như không làm giảm đi ưu thế của chế độ toàn trị trong những tình huống cấp bách như chống dịch viêm phổi Vũ Hán và đối phó với các thảm họa thiên nhiên trong điều kiện nguồn kinh tế còn nghèo. Chủ trương tiếp tục đổi mới vẫn được khẳng định trong các văn kiện của Đại hội 13 là điều đáng chú ý và các mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong kế hoạch 5 năm 2021-2026 và trong các chiến lược chung và dài hạn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, được dự báo sẽ lên làm Thủ tướng Chính phủ thay cho Nguyễn Xuân Phúc. Tăng trưởng kinh tế cao là sự cần thiết để đảm bảo tính chính danh của Đảng, đồng thời cũng tạo sức ép lớn đối với Chính phủ. Tuy nhiên, tham vọng này cần xem xét thận trọng về cơ sở khoa học thay vì mục đích tuyên truyền. Trước hết,
Bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi nhanh, phức tạp, tạo ra các yếu tố bên ngoài tác động mạnh đến dòng vốn đầu tư và thương mại, vốn là trụ cột quan trọng cho tăng trưởng như phân tích ở trên, theo hướng không bền vững và ngày càng chứa đựng tính chất cạnh tranh thể chế. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục gây ra các cơn khủng hoảng trên toàn cầu, làm ngừng trệ hệ thống cung ứng, giao thương bị gián đoạn, quá trình dân chủ cũng bị suy giảm, nguy cơ chiến tranh lạnh mới khi Trung Quốc trỗi dậy hùng hàng hơn, chuyên chế hơn và về vấn đề địa chính trị cũng làm lo ngại, và mối lo sợ đã tạo cơ hội cho các loại chủ nghĩa dân túy, dân tộc đang nổi lên. Thứ đến dần đã cạn kiệt dư địa tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, đã từng được các chuyên gia cảnh báo trong khi tìm kiếm mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững vẫn tiếp tục là những yêu cầu mà các nhà hoạch định chính sách cần phải quan tâm. Một thực tế đáng chú ý, một nhận định quan trọng được rút ra từ công tác điều hành kinh tế của chính phủ kiến tạo, đó là cải cách thể chế là dư địa lớn để tăng trưởng. Tuy nhiên, khi triển khai các chính sách cụ thể, thách thức lớn nhất đối với chính quyền là làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn ý thức hệ cơ bản giữa phát triển kinh tế theo kiểu tư bản chủ nghĩa và sự kiểm soát toàn diện của Đảng đối với xã hội và người dân Việt Nam. Và việc tuyên truyền về thành công của Đại hội lần thứ 13 cũng phản ánh sự khuếch trương chủ nghĩa tập thể cũng như tính ưu việt của chế độ, thường phát huy trong tình huống cấp bách là những biểu hiện của căn bệnh chủ quan duy ý chí. Thực tế cho thấy rằng việc duy trì bộ máy đặc quyền đặc lợi mà thiếu cơ chế giải trình minh bạch và chịu trách nhiệm hiệu quả hậu quả và không được kiểm soát bằng đối trọng cần thiết đã khiến tình trạng tham nhũng trục lợi sẽ vẫn tiếp tục nghiêm trọng diễn ra tại Việt Nam từ xã, huyện, tỉnh lên đến trung ương và sẽ còn tiếp tục có những quan chức bị bắt bỏ tù. Quyền lực của Đảng tập trung cao độ cũng sẽ khuyến khích cách tiếp cận từ trên xuống mang tính chất áp đặt trong mối quan hệ với thị trường. Và việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương điều hành kinh tế tại chỗ và quản lý nguồn lực công nhưng kiểm soát quyền lực hiệu quả sẽ làm rối loạn chức năng độc đoán, gây nên tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe. Đây là hình ảnh sau lần đột quỵ tại Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững và phải có người dìu. Những yếu tố trên cần được tính trong cải cách để nâng tăng qua tăng trưởng. Trong khi đó, đã cần xóa bỏ nền kinh tế tập trung hóa mà chỉ có một nền kinh tế thị trường linh hoạt, hội nhập và cạnh tranh mới có thể thúc đẩy điều chỉnh mang tính cấu trúc để tăng trưởng kinh tế bền vững. Hệ thống quy tắc của nền kinh tế thị trường, các quyền tư hữu, tự do kinh doanh, động lực khích lệ, cạnh tranh công bằng và bảo vệ người tiêu dùng cần được nhanh chóng xác lập và củng cố. Và hơn thế, cần được lồng ghép vào các lĩnh vực khác như khoa học kỹ thuật, văn hóa và tư tưởng, nơi chủ nghĩa tập thể vẫn chi phối độc quyền. Một trong những giải pháp chính sách hướng dẫn tới giải quyết mâu thuẫn cơ bản nêu trên là gắn tăng trưởng kinh tế với cải cách thể chế chính trị, liên quan điểm công nhận quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường cũng chính là quá trình chuyển đổi dân chủ. Những kinh nghiệm vận hành cơ chế kế hoạch hóa tập trung và sự logic của chủ nghĩa tập thể chỉ ra rằng việc kiến thiết kinh tế vĩ mô sẽ thất bại nếu các động lực vi mô và những quy tắc thiết lập nên các động lực đó bị coi nhẹ. Bởi vậy, việc nghiên cứu toàn diện và sâu sắc mối quan hệ qua lại giữa kinh tế và thể chế sẽ cung cấp một tầm nhìn thấu đáo về cách xây dựng các quy tắc, các trật tự trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế nói riêng và quốc gia của Việt Nam nói chung. Và dư luận đang cho rằng việc chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán phải chăng là thách thức giữa hoàng hôn nhiệm kỳ của các lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh quyết định sớm nhất đợt này là toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 220.000 dân bị phong tỏa trong 21 ngày, bắt đầu từ 12 giờ ngày 28 tháng 1. Trong cuộc gặp chúc Tết các lãnh đạo cấp cao vào mùng 9 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của hệ thống lãnh đạo Việt Nam là phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán có hiệu quả. Nhiệm vụ này cũng được một số lãnh đạo cấp cao khác liên tục lặp đi lặp lại kể từ sau đại hội lần thứ 13, khi làn sóng dịch mới đã khiến cho các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam tăng lên với tốc độ chóng mặt và số lượng cao nhất từ trước đến nay. Bất chấp những nhắc nhở và đốc thúc trên, theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, tình trạng quan chức sắp mãn nhiệm lơ là trách nhiệm chống dịch là thực tế khó tránh khỏi vào buổi hoàng hôn nhiệm kỳ. Và yếu tố này sẽ góp phần làm tăng nguy cơ bùng phát đại dịch tại Việt Nam trong thời gian tới. Và những quan chức như vậy thì người ta e ngại rằng khi dịch bùng phát như thế này,
trách nhiệm chống dịch của họ có thể bị sao nhãng, không thực sự có một tinh thần làm việc như khi họ bắt đầu một nhiệm kỳ. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã chia sẻ như thế. Và số lượng người nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam ngày càng tăng và bắt đầu có người chết. Đợt này, khả năng nguy hiểm của nó đã được báo động ở mức cao nhất, nghĩa là áp dụng các chỉ thị 14, 15 và 16 từ đợt chống dịch trước, cho phép áp dụng những biện pháp mạnh nhất có thể phong tỏa cả một thành phố lớn như dịch thời kỳ bùng phát ở thành phố Đà Nẵng. Theo nhà nghiên cứu này, sự chủ quan của nhiều người dân Việt Nam xuất phát từ tâm lý yên tâm với công tác phòng chống dịch của chính quyền trong thời gian qua đang là yếu tố góp phần thêm vào nguy cơ bùng phát dịch rất cao trong đợt dịch mới này. Bên cạnh những nguyên nhân khác khách quan, khả dĩ cùng với sự biến chủng hết sức nguy hiểm của virus viêm phổi Vũ Hán và với những khó khăn chồng chất khó khăn như hiện nay, chính phủ mà người đứng đầu đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng cũng hết sức giả nùa và ông đã qua đến lần nhiệm kỳ thứ hai và lần này trúng cử nhiệm kỳ thứ ba, mặc dù điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quy định rằng không được làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Với những diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam thì liệu Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam có vượt qua lần này hay không là một câu hỏi lớn mà cuối cùng thì mọi thua thiệt lại là người dân Việt Nam phải chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021 với bản tin tranh luận sau đại hội 13, cải cách thế nào khi thách thức lớn nhất vẫn đang ở phía trước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn và bản thân phía trước.